Hi, xin chào các bạn, tôi là Lê Hải Đoàn, là giảng viên IELTS đến từ trung tâm Anh ngữ Max Learn. Trong khóa học này, giáo viên sẽ cung cấp những nội dung chính sau đây. Về phần từ vựng, giáo viên sẽ đưa ra những kiến thức phổ quát về các loại từ trong tiếng Anh, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ và giới từ. Về phần ngữ pháp, giáo viên sẽ đưa ra những thông tin cơ bản về các loại thì thông dụng, cũng như là những cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Về phần reading, giáo viên sẽ chữa chi tiết các dạng bài sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS. Và về phần listening, giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta cách take note, cách xác định loại từ cần điền, cũng như là các dạng bài sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS listening. Hãy click vào link dưới đây để tham gia khóa học và hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện mục tiêu của mình.